55 cổng đôi nhá, lên nhá. Ui. Ui, cổng này chẳng biết cổng gì nhỉ. Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh với nhá. Hôm nay mình thả siêu phẩm diều 3 mét. À nhầm, anh em nhá. 2 mét 55 Song Vân. Đấy, nghệ nhân Văn Hoàng. Ui, quả đấy kêu lắm em ạ. 2 mét 55 của nghệ nhân Văn Hoàng anh em nhá. Thì là cổng quả cổng đôi. Đây là cổng 3 của mình, cổng 3 là D60. Cổng quài, cổng 3 như nó tháo mất một con cái ra để nắp vào hai con này để thả chơi nhỉ. Điều chất liệu full carbon anh em nhé. Đấy, kể cả cái ngang đuôi là carbon luôn. Cổng 6, cổng đôi D50 anh em. Đang thiết kế quả đèn gió anh em nhé. Đèn gió nháy xanh đỏ nhé. Vào uy tín luôn. Điều châm hương ngược anh em nhé. Đấy, châm hương chứ không phải là khâu đâu, châm hương hết anh em nhé, châm hương nhé, không phải là khâu, chẳng hai mặt luôn, một trước mặt sau đây, trước mặt sau anh em nhé, rất chi là kỹ, điều cánh phẳng, kia vào cái lấy carbon cắm vào đầu ấy. Bị néo không ạ? Đúng, nó sửa rồi. Đấy, đang thiết kế quả đi. Đấy, găng tay nhưng mà. Đây em đâm vào đứng ở chỗ cây gỗ ở chỗ vẻ gió luôn. Này đầm tối có ai với về anh em, Văn Hoạn nhá, 20 nghiện anh em ạ. Đã, nên này là quá nghiện luôn này. Đâm điều vào tường anh em. Được rồi em ơi. Gió to đây. Một đoạn thôi, gió này không cần đá nhiều đâu. Anh em chuẩn bị ngóng chờ siêu phẩm. Anh em lúc nào anh bảo thả thả. Mét 55 cổng đôi nhá, lên nhá. Ui. Ui, cổng này chẳng biết cổng gì nhỉ. Ui. À. Ui, giật giật đây nhỉ. Ui, ui, ui. Lên nhảy xanh đỏ. Anh em nhìn, ối, ối, ối. Kéo kéo vào cây à. Né rồi anh em. Nghệ nhân thử lần đầu thế này thì chết anh em. Đâm diều test lần đầu tiên quánh quả đâm ở đường mà lại còn hàng rào đấy anh em. Ui. Quánh đèn nháy không cần nhận tắt được. Ui diều quá nhỉ. Cả vẫn còn bảo em làm đổ hồi kêu hay lắm.
anh em nghe thêm quả cồng thì anh em nhé. Đấy, còn đây nghệ nhân Văn Dũng ra mắt đồ lờ luôn anh nhá, đang theo nghệ nhân Văn Hoàn thả diều nháy xanh đỏ nhăng nhịt anh em. Ừ, anh em nhìn thấy nhìn ngáo này đấy. Nó đã lên nên vòng ra hạ cánh chỉ còn nửa thôi anh em. Bắt lại rồi, bắt lại rồi.